Tài liệu mạch điện. Sơ đồ mạch điện mô tả chức năng và tác dụng tổng thể của các thiết bị trong hệ thống điện. Để diễn tả các thiết bị, ví dụ như đèn, công tắc hoặc ổ cắm, ta sử dụng các ký hiệu mạch điện. Đánh dấu nhận dạng. Trong sơ đồ mạch và các hệ thống điện, người ta đặt tên cho những thiết bị điện bằng các ký hiệu được mã hóa theo dạng chữ số, có nghĩa là được trình bày qua chữ cái mã và số đếm, ví dụ Q1, R1 hoặc E1. Chữ cái mã hay còn gọi là mã ký tự hay ký tự nhận dạng như bảng bên sẽ cung cấp thông tin giải thích về loại thiết bị, ví dụ chữ cái M dùng cho motor, động cơ. Số đếm đi sau mẫu tự và được dùng để phân biệt các thiết bị cùng loại trong một hệ thống, ví dụ relay K1 hoặc K2. Ký hiệu chức năng cũng được diễn tả bằng chữ cái và có thể đi kèm với chữ số. Chúng cung cấp thông tin về chức năng của thiết bị. Ví dụ, ký hiệu T sẽ mô tả chức năng định thời gian trong relay định thời K1T. Trong tài liệu mạch điện, các thiết bị phải được thể hiện bằng những ký hiệu rõ ràng và thống nhất.